Hello anh em, video này mình sẽ hướng dẫn anh em giải Daily Combo trúng phục sinh cũng như là cái mật mã ví của cái dự án Rocky Rabbit ngày 19 tháng 8 năm 2024 nha anh em. Đầu tiên thì mình đi đến cái mỏ để mình giải Daily Combo trước ha. Trước khi giải Daily Combo thì anh em nhớ vào đây một kiếm này để chúng ta điểm danh trước nha anh em, bởi vì những ngày cuối cùng thì sẽ được rất là nhiều coin nha. Ok, rồi mình đi đến giải cái Daily Combo của ngày hôm nay luôn. Cái thỉ đầu tiên anh em thì nó nằm ở một chiến binh nha. Anh em bỏ qua cái mục yêu cầu này để chúng ta bắt đầu giải ha. Đây, cái thỉ đầu tiên là cái thỉ tập luyện cường độ cao nha. Anh em chọn superset nè. Ok, rồi anh em đến thỉ số 2. Thỉ số 2 này nó cũng nằm ở một chiến binh luôn, nhưng mà nó nằm bên một mạo hiểm nha. Anh em nhấn vào mạo hiểm nè. Rồi anh em kéo xuống dưới ha, tìm đến cái thỉ là ra mắt block thể dục nè. Ở đây ha, cái thỉ này nè. Đó. Rồi anh em chọn luôn. Rồi hai thẻ rồi, thẻ cuối cùng thì nó nằm bên một huấn luyện viên nha anh em. Rồi anh em kéo xuống dưới ha, chọn cho mình cái thẻ là Sparin nè. Đây cái thẻ này ha, cái thẻ Sparin đây đây. Anh em chọn superset nè. Rồi ok, combo thẻ của ngày hôm nay là ba chiếc thẻ này nha. Anh em nhớ chụp hình lại nha anh em. Anh em bấm kiểm tra nè. Chính xác thì nó sẽ hiện lên 2 triệu xu để chúng ta nhận nè. Ok ha. Rồi mình đi đến cái ghép cái combo mật mã ví nha anh em trước, rồi mình sẽ hướng dẫn giải cái trứng phục sinh nha. Rồi anh em vào mỏ luôn, anh em vào chỗ Enigma. Rồi ở đây chúng ta bắt đầu ghép ha. Slit nè, Riva là số 3, User là số 5, rồi Gat là số 7. Rồi cái số 11 anh em dọn lên số 9 nè. Rồi anh em chọn số 2 về lại số 11 nè. Erosion anh em lên số 2. Chill anh em lên số 4 nè. Zone số 6 đúng rồi. Sale anh em lên số 8 nha. Rồi Ruway anh em đổi về số 12. Rồi cái mật mã ví của ngày hôm nay 2,5 triệu điểm nha. Anh em bấm xác thật nè. Chính xác thì nó sẽ cho chúng ta nhận nha anh em. Ok nha. Anh em nhớ chụp cái màn hình này lại nha, để chúng ta nhận được 2 triệu điểm nha anh em. Rồi, cái mật mã ví thì mình cũng đã giải xong Enigma. Và mình sẽ đi đến cái trứng phục sinh nha anh em. Ở đây anh em vào một kiếm nè. Anh em sẽ thấy tất cả các nhiệm vụ đều là trống hết rồi. Còn riêng cái STS này là trứng phục sinh, thì anh em nhắm qua luôn. Thì nó sẽ gồm 3 cái quả trứng phục sinh và chúng ta tìm 3 cái thẻ này để chúng ta nhận được 1 triệu điểm nha. Rồi bây giờ mình sẽ trở ra, mình sẽ... ba cái trứng phục sinh hôm nay anh em, nó nằm ở cái mục mà trang chủ của màn hình luôn. Anh em nhấn vào cái hình này nè, hình mà level của chúng ta, anh em nhấn vào. Rồi anh em nhấn vào ha. Sau khi nhấn vào, ví dụ như mình đang ở cái chế độ này đúng không, đây anh em chọn về cái chế độ trở lại này. Đây anh em sẽ thấy cái thẻ của anh em nằm ở đây nè. Đó, thẻ đây ha, anh em nhấn vào nha. Rồi mình sẽ chọn nè, đó cái thẻ đầu tiên đã xong. Cái thẻ số 2 thì anh em cứ trở lại nha, cứ trở lại tiếp tục nè. Anh em trở lại giúp cho mình. Khi nào mình kêu ngưng là ngưng nha anh em. Cái trứng phục sinh bữa nay nó hơi khó tìm chút xíu nha. Anh em cứ lên ha, lên tiếp tục nè, lên. Lên tiếp nè. Anh em cứ đợi nó load nha anh em, lên tiếp một bậc nữa nè, lên tiếp một cái nữa ha. Trở lại anh em. Đây, thì ở đây ha, anh em sẽ thấy cái giải đấu Zenith nè, anh em sẽ thấy hình hai cái chú thỏ, một nam một nữ ha. Rồi ở cái giải đấu Zenith này anh em kéo xuống dưới cùng nha, dưới cùng luôn á. Rồi anh em sẽ thấy đây, cái chiếc thẻ của anh em nằm ở cái mục 66 này nè. Đó anh em nhấn vào nha. Rồi anh em sẽ thấy được ha, hai cái thẻ đã được xong. Và cái thẻ cuối cùng nó cũng nằm ở bên mục level của chúng ta luôn nè. Anh em bấm trở lại nha. Đây mình trở lại nè, trở lại nè, trở lại nữa nè, trở lại cái nữa nè. Đây là cái thẻ lúc nãy mình nhận rồi nè. Anh em trở lại ha, trở lại một cái nữa nè, thêm một cái nữa anh em. Đây giải đấu hạng nhất ha, cái giải đấu hạng nhất nè, anh em nhớ nha, cái này nè. Đó, giải đấu hạng nhất nè. Đó, anh em mở cái này ha. Sau đó chúng ta kéo xuống dưới cùng luôn anh em, nó cũng nằm ở mục cuối cùng. Đó, anh em thấy ha. Cái thẻ bài mà chúng ta đang tìm nó nằm ở đây nè. Đó. Đây. Đó anh em thấy không? Rồi, anh em nhấn vào giúp cho mình nha, nhấn vào. Rồi, thế là mình đã claim được cái STS, tức là cái trứng phục sinh của ngày hôm nay. Anh em bấm claim. Rồi, vừa rồi mình đã hướng dẫn chi tiết cho anh em cái cách mà chúng ta giải được là Daily Combo này, cái trứng phục sinh và cái Enigma, tức là mật mã ví ha, đã hoàn thành xong cái dự án Rocky Rabbit ha. Và nhớ tóc vào màn hình một ít nha anh em, đừng có bỏ lỡ ha. Ok,
Rồi, mình đã hướng dẫn xong, chúng ta nhận tổng là 5,5 triệu coin. Anh em vào một mỏ này, ở đây cái một yêu cầu nếu như có cái sáng nào lên anh em cứ nhận hết nha. Rồi, nếu như anh em cảm thấy video mình hữu ích, đăng ký kênh mình, like kênh mình và mình sẽ thường xuyên chia sẻ những cái daily combo trên cái kênh của mình hàng ngày. Anh em nhớ cập nhật để anh em biết cách mà giải mã ha. Ok, bye bye.